Buổi sáng chiều tối các bạn, mình là Theo và chào mừng các bạn đã đến với channel toàn là sách của mình. Video của ngày hôm nay như mọi người có thể nhìn thấy ở trên tiêu đề là những cuốn sách phù hợp để đọc trong những ngày hè. Đây là một cái request mình nhận được rất nhiều sau khi mà mình đăng story ở trên Instagram hôm qua, là mình hỏi mọi người xem là muốn xem cái gì ở video tiếp theo ấy, thì là có rất là nhiều request gửi về, thank you mọi người. Trong đó thì mình thấy đa số là mọi người quan tâm đến những cuốn sách để mà đọc vào trong mùa hè, thì mình thấy là đúng, hợp lý, đang là mùa hè mà, cho nên là chúng ta có cái video này. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến khoảng 7 đến 8 cuốn sách gì đó mà mình thấy là nó có một cái summer vibe, của cái không khí mùa hè nó rất là rõ rệt. Chúng ta sẽ đi vào video để xem là có những cuốn sách gì xuất hiện trong ngày hôm nay ha. Cuốn sách đầu tiên, và đây cũng là cuốn mà xuất hiện ngay lập tức ở trong đầu mình khi mà suy nghĩ xem là nên giới thiệu những cuốn sách nào, đó chính là cuốn Call Me By Your Name, hay được dịch với cái tên tiếng Việt là Gọi Em Bằng Tên Anh, của tác giả Andre Aciman. Cái cuốn này nó cũng siêu nổi tiếng rồi, nhưng mà có một vài lý do khiến cho mình nghĩ là nó rất phù hợp để mà đọc trong những ngày hè. Cái lý do đầu tiên đấy là về ngoại hình. Mọi người có phải công nhận là cái chiếc bìa này nó rất là hè không? Bởi vì là cái nền của nó thì màu xanh, xong rồi cái chữ của nó thì màu vàng. Rồi một cái lý do tiếp theo đấy là cái cuốn sách này nó được đặt bối cảnh vào những ngày hè ở nước Ý. Và thực sự khi mà mình đọc sách là mình có thể cảm nhận được từ những trang sách là cái hơi nóng hầm hập của ngày hè ấy. Và không biết có phải một phần cũng bởi vì đợt mà mình đọc cái cuốn này là cũng vào mùa hè mà kiểu trời siêu nóng không, nhưng mà thực sự luôn mình đọc và mình có thể cảm giác được nhiệt độ ở trong không khí, đến cái mức mà mọi người chỉ cần đưa tay ra, mọi người phe phẩy thế này là mọi người có thể cảm nhận được những cái luồng khí nóng. Cái cuốn này thì nó nói về một câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật, đấy là Elio và Oliver, là hai cậu ở trong cái bìa sách này. Thì thực ra đây là ảnh của hai diễn viên đóng cái bộ phim cùng tên này luôn. Tháng này, tháng 6 cũng là Pride Month, là tháng tự hào để mà nâng cao nhận thức cũng như là ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Cho nên là mình nghĩ nếu như là các bạn vừa đang tìm kiếm một cuốn sách về cái chủ đề LGBTQ+ mà lại còn muốn đọc nó trong ngày hè thì đây sẽ là một cuốn sách mình thấy khá là phù hợp. Đây vẫn là một cái câu chuyện tình yêu mà nó đem lại cho người ta một cái cảm giác gì đấy nó rất là tiếc nuối, và nó khiến cho người đọc rất là đồng cảm ấy. Kiểu mọi người đã từng yêu đơn phương bao giờ chưa? Nếu mọi người đã từng yêu đơn phương rồi thì mọi người sẽ rất là đồng cảm với những cái suy nghĩ hay là những cái hành động của Elio ở trong này luôn. Nếu như mọi người cảm thấy là không có tâm trạng để đọc những cái cuốn sách về chủ đề tình yêu, tình báo, thì mình xin trịnh trọng giới thiệu với mọi người một cuốn sách thuộc thể loại trinh thám, đấy chính là cuốn Thú Tội của nữ tác giả người Nhật Minato Kanaye. Cuốn này nó đã rất là nổi tiếng rồi, một cuốn sách tiêu biểu cho thể loại trinh thám kinh dị. Và mình cũng có một cái video review rất kỹ về cuốn này rồi, mình sẽ để link nó ở góc trên này ha. Tuy nhiên thì có hai lý do khiến cho mình khuyên mọi người nên đọc nó vào mùa hè. Cái lý do trước tiên đấy là cái cuốn này nó lấy bối cảnh học đường, và thực sự là các bạn, nhất là những bạn học sinh, sinh viên là nên đọc nó vào mùa hè khi mà các bạn còn đang nghỉ học. Chứ các bạn đọc trong năm học rồi các bạn đến trường, nó nhìn xung quanh thầy cô bạn bè kiểu mất hết cả niềm tin, nó nhìn chán ấy, thì nó không ổn một chút nào mọi người ạ. Cho nên là đọc vào mùa hè đi, để nếu có mất niềm tin thì mất niềm tin trong mùa hè thôi. Và một cái lý do thứ hai đấy là bây giờ đang là mùa hè đúng không? Mùa hè thì nóng đúng không? Chúng ta cần xua đi cái nóng bằng sự lạnh lẽo trong lòng người. Mình cùng nhau đóng băng luôn, bởi vì sự lạnh lẽo của tất cả các nhân vật trong này, dù là có những nhân vật chỉ còn đang là trẻ con vị thành niên. Cho nên là nếu như các bạn cần xua đi cái nóng nực của mùa hè thì đừng uống trà Dr. Thanh mà hãy đọc Thú Tội. Nói nhanh qua một chút về nội dung thì cái cuốn này kể về cô giáo chủ nhiệm của một ngôi trường cấp 2. Cô ấy thì là mẹ đơn thân, có một đứa con gái 4 tuổi. Tuy nhiên thì đứa con gái của cô một ngày qua đời. Và cái điều kinh khủng hơn đấy là thủ phạm mà giết con gái của cô ấy lại chính là đứa học sinh ở cái lớp mà cô ấy chủ nhiệm luôn. Vậy thì cô ấy sẽ làm gì? Bởi vì là những cái đứa trẻ thủ phạm ấy thì chúng nó chưa đủ tuổi để mà bị kết án, bị xử phạt theo pháp luật. Và nếu mà cô ấy trả thù thì cô ấy sẽ làm như thế nào? Thì mọi người hãy đọc cuốn này để biết thêm chi tiết ha. Thì cũng tương tự với lý do của cuốn Thú Tội thì mình xin trịnh trọng giới thiệu một cuốn thuộc thể loại trinh thám tiếp theo mà nó cũng hơi liên quan đến chủ đề học đường. Đấy chính là cuốn Người Trong Lưới của Trần Hạo Cơ. Sau cuốn này thì là hết trinh thám cho ngày hôm nay nha. Sau đây sẽ chỉ là những cuốn sách vui tươi hợp với mùa hè thôi. Cuốn này là cái cuốn trinh thám thứ hai của tác giả Trần Hạo Cơ được xuất bản ở Việt Nam tính đến thời điểm này. Cái cuốn còn lại là 1367, và ai cũng biết là mình rất là thích cái cuốn đấy rồi. Mình thực sự cần phải đọc lại 1367 rồi. Đây, mắt mình đang hướng về 1367. Cuốn này sao nhỉ, cái tiết tấu chuyện nó khá là nhanh. Mặc dù nó là trinh thám, nó vẫn có vụ án, nó vẫn có quá trình điều tra phá án, nhưng ngoài ra nó cũng có những cái thứ khác để nó gây nhiễu cho bạn ấy. Đấy, cụ thể là cái chemistry, cái sự tương tác giữa hai nhân vật nam chính và nữ chính kiểu cũng hơi ngôn tình một tí. Thì lúc mà đọc thì thực sự thấy là bị cuốn theo cái mạch chuyện. Nó sẽ hơi khác với 1367 một tí. 1367 thì mình đánh giá là một dạng slow burn. Slow burn là như kiểu nó cứ âm ỉ, nó không bùng nổ ngay từ đầu, nhưng mà nó sẽ hay dần lên theo
từng trang ấy. Còn cái cuốn này là page turner, là mọi người đọc xong mọi người muốn lật sang trang tiếp theo để mà đọc tiếp ấy. Cuốn này là nó kể về một cô gái, nghĩa là cô Di. Cô Di này thì có một đứa em gái, mà đứa em gái đấy đang đi học nhưng mà nó đã nhảy lầu tự tử sau khi mà nó bị bạn bè cyberbully, là bạo lực học đường nhưng mà dưới hình thức online. Và cô Di này thì cô ấy cảm giác là em gái mình bây giờ vì những cái kẻ bắt nạt đấy mà chết thì quá là tức tưởi. Cho nên là cô Di quyết định là bắt tay với một thám tử chui để truy lùng danh tính cái kẻ nào mà đã bắt nạt em mình, để ép em mình đến cái con đường phải tự vẫn như thế. Thì cái anh thám tử chui này tên là Nem, mà là một thám tử tài giỏi, nhưng mà cũng đi kèm với đấy là cái sự kiểu quái dị ấy. Thì liệu anh Nem này anh có tìm ra được hung thủ hay không, và sau khi tìm ra được hung thủ thì cô Di sẽ làm gì với những cái người hung thủ đấy, hay là nó còn có một cái chân tướng hay là một cái gì đấy, thì mời mọi người đọc cái cuốn này. Đủ siêu nặng, nhưng mà mình thực sự rất là thích cái bìa này, trông nó rất là cứng cáp ấy, và cái bìa này trông nó cũng đẹp hơn cái bìa 1367. Này, đôi khi ác ý càng đáng sợ càng xuất phát từ lý do không đâu. Cái câu này ấy, nó rất là khiến cho mình nhớ đến cái cuốn Ác Ý của Keigo Higashino đấy. Ác ý là nó chỉ đơn thuần là một cái ý ác thôi, có một cái lý do nó rất là tào lao. Nhưng mà anyway, thì mọi người nếu như quan tâm đến trinh thám thì đọc thử cái cuốn này xem sao nhé. Từ giờ đến cuối video thì mình sẽ chỉ toàn giới thiệu những cuốn sách mà mang đến năng lượng tích cực và phù hợp cho những ngày hè thôi ha. Thì cái cuốn sách tiếp theo mình muốn nói đến có tên là Totocha Mê Cửa Sổ. Cuốn này thẳng thắn mà nói ấy, là các bạn không nhất thiết phải đọc nó vào mùa hè, các bạn đọc vào mùa nào cũng được, xuân hạ thu đông rồi lại xuân đều phù hợp để mà đọc Totocha. Mình chỉ có một cái điều nuối tiếc duy nhất, đấy là ước gì mình đã đọc nó sớm hơn. Bởi vì hồi xưa thì mình cứ tưởng đây là chuyện dành cho trẻ con, và mình nghĩ là thôi Châu quá tuổi rồi, Châu không nên đọc. Nhưng mà sau khi mình biết cái cuốn này là được dựa trên thời thơ ấu của tác giả, là một cuốn nonfiction, thế là mình mới quyết định mình đọc thử. Và đến lúc mình đọc thì mình nhận ra là bạn dù là thiếu nhi hay thiếu niên hay thanh niên hay trung niên hay cao niên, dù bạn ở bất kỳ một cái độ tuổi nào, thì các bạn vẫn sẽ thấy đây là một cuốn sách cực kỳ cảm động, cực kỳ ý nghĩa, và sẽ rút ra được bài học cho chính bản thân mình ấy. Cuốn này là nói về thời còn đi học của tác giả. Thì cái cô tác giả này này, hồi cô còn bé thì cô ấy khá là gọi là gì, hiếu động, nghịch ngợm mà rất là tò mò. Thì thực ra so với cái tiêu chuẩn của thời xưa, thời của cô ấy là khoảng mấy chục năm trước đợt chiến tranh thế giới thứ hai ấy, thì theo như cái tiêu chuẩn thời đấy là cô được tính là một đứa trẻ hư, bởi vì là quá là hiếu động, quá là nghịch ngợm phá phách. Và thế là cô còn kiểu bị đuổi học cơ. Nhưng mà sau đấy thì mẹ cô ấy dẫn cô ấy đến một ngôi trường, và đây là một ngôi trường kỳ lạ theo như cái tiêu chuẩn thời bấy giờ, là thầy hiệu trưởng thực sự là cho trẻ con bung xõa hết mức luôn, thích làm cái gì thì làm, thầy cho kiểu hoàn toàn tự do, đương nhiên là tự do trong khuôn khổ. Chính nhờ cái tình yêu thương của thầy hiệu trưởng rồi ở cái ngôi trường đấy, thì cô bé này đã có một cái quãng thời gian đi học rất là vui vẻ và có những cái người bạn tuyệt vời. Ôi thực sự kiểu mình đọc những cái câu chuyện trong này mà mình đọc xong mình kiểu khóc ấy mọi người. Có những cái lúc mình khóc vì vui, có những lúc mình khóc vì buồn, có những lúc mình khóc vì cảm động, có những lúc mình khóc vì mình bảo là tại sao mà những cái tình bạn ở trong này nó có thể đẹp đẽ, nó ngây thơ đến như thế. Nếu như mà các bạn đọc Thú Tội xong mà cảm thấy mất niềm tin vào bạn bè, thầy cô và mái trường này, xin hãy đọc cuốn này để tin vào những cái sự tình bạn tuyệt vời, tình bạn diệu kỳ. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ. Tiếp theo thì mình muốn nói đến một tác giả người Việt, và cũng đồng thời là một tác giả tuổi thơ của không biết bao nhiêu lứa độc giả Việt Nam. Đấy chính là bác Nguyễn Nhật Ánh. Và cuốn sách mà mình chuẩn bị nói đến đây thì nằm trong top 3 các tác phẩm của bác Nguyễn Nhật Ánh mà mình yêu thích nhất. Đấy chính là cuốn Tôi Là Bê Tô. Cái cuốn này nhân vật chính xưng tôi, câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất. Nhưng mà nhân vật chính thì không phải là con người, mà là một chú chó, là chú chó này này. Chú chó này thì có tên là Beto, bởi vì chủ nhân của chú chó đấy rất hâm mộ một cầu thủ bóng đá người Brazil tên là Bebeto. Và đây là một nhân vật có thật nha. Không biết câu chuyện này mình kể bao nhiêu lần rồi nhỉ, nhưng mình xin được kể lại một lần nữa cho những ai chưa biết. Thì tên ở nhà của mình cũng là Beto. Và cái lý do mẹ mình đặt tên cho mình là cũng y hệt cái lý do chú chó này được đặt tên là Beto. Cái hồi mà mình mới đẻ ra ấy, thì năm đấy đội tuyển Brazil lên ngôi vô địch, cầu thủ Bebeto coi như là anh hùng, mẹ mình hâm mộ quá đặt tên cho mình là Bebeto, theo tên cầu thủ đấy. Dần dần theo thời gian gọi là Beto, và bây giờ thì gọi là B. Những người mà biết mình sau khi cái cuốn này được ra mắt thì đều nghĩ là mình thích cái nhân vật này quá, cho nên tự đặt tên mình là Beto. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người, không ai lại đi đặt tên mình theo tên một con chó cả, dù là có thích đến đâu. Cái câu này mình nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà đây chỉ là một sự trùng hợp, một sự tình cờ trong tất cả những sự tình cờ mà cuộc sống ban tặng cho bạn thôi. Ôi tôi không tin được. Hình như mình cũng đã nói rất nhiều lần rồi là ở nhà mình có ít nhất là 3 cái quyển này, bởi vì cứ mỗi dịp sinh nhật của mình là lại có một người tặng mình quyển này. Xong rồi kiểu cười cười ấy, Beto, tên chó. Không, anyway thì cái lý do mà mình thích cái cuốn sách này ấy, đấy là bởi vì nó là một cuốn sách mà mình thấy nó phù hợp
đọc cho cả trẻ con lẫn người lớn. Mọi người có biết tại sao cuốn này mình nghĩ nó rất là hợp vào mùa hè không? Bởi vì đây là một câu chuyện mà nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà cũng không kém phần ý nghĩa ấy. Thực sự nó phù hợp cho cả trẻ con lẫn người lớn. Thông qua những cái câu chuyện của chú chó này thôi thì trẻ con đọc cũng chỉ thấy là cuộc đời qua lăng kính của một chú chó, nhưng người lớn đọc thì sẽ thấy đây là những cái câu chuyện về tình bạn, về sự dũng cảm, rồi về sự mất mát nữa. Thì thực sự là đọc xong rồi cũng suy ngẫm được rất là nhiều ấy. Và cái mà mình rất là thích ở cái cuốn này là cái cách mà tác giả đã dùng những cái biện pháp nhân hóa ấy. Trong này có một cái câu mà mình ấn tượng đến tận bây giờ, thì mình đọc cho mọi người cái câu đấy nhá. Mùa đông trượt chân, vắt qua cả mùa xuân và đem bà cố đi mất. Thực sự mỗi lần mà mình đọc câu này là mình lại kiểu siêu xúc động ấy. Mình không biết tại làm sao mà mình bảo tại sao mà có một thứ nó có thể vừa buồn mà nó vừa đẹp, mà nó lại nó giàu hình ảnh đến như thế ấy. Anyway thì đây là một cái cuốn sách nó có đoạn đấy buồn thôi, còn sau đấy thì tựu chung là vẫn là một cuốn sách mà rất là nhẹ nhàng và kiểu vui tươi các thứ ấy, thì rất là nên đọc nha. Cuốn sách tiếp theo cũng là một cuốn sách mà cực kỳ dễ thương luôn mọi người ạ. Đó chính là Nhóc Nicola, Những Chuyện Chưa Kể. Cái cuốn này nhân vật chính là cậu bé Nicola này này, là một cậu bé mà cũng rất là hiếu động, rất là nghịch ngợm. Và trong này nó sẽ là tổng hợp những câu chuyện thường ngày của nhóc Nicola khi mà ở trường, khi mà ở nhà. Đúng kiểu là cái văn phong của tác giả Pháp ấy, nó luôn có một cái sự mỉa mai châm biếm, kiểu nó không phải là cái kiểu cười mà hô hô ha ha, nó rất là obvious, nó rất là hiển nhiên, nhưng mà nó vẫn là những cái mà khiến chúng ta đọc của chúng ta tủm tỉm cười ấy. Cuốn sách tiếp theo thì là một cuốn sách cũng về chủ đề chó mèo, cũng nhân hóa hình tượng chó mèo, và là một cuốn sách rất là mỏng, đấy là Chuyện Con Mèo Dạy Hài Âu Bay. Cái cuốn Chuyện Con Mèo Dạy Hài Âu Bay này này, mình đọc lần đầu hình như là vào năm mình học lớp 10, và đây là một trong những cái cuốn sách hiếm hoi mà mình có thể đọc đi đọc lại, đọc tái đọc hồi đến tận bây giờ. Mình có một cái tính khá là xấu, đấy là với sách fiction mình đã đọc một lần rồi thì ít khi mình đọc lại lắm. Nhưng riêng cái cuốn này là ngoại lệ, mình kiểu lâu lâu mình có thể dở ra một lần và không nhất thiết phải đọc lại từ đầu, mà mình có thể chỉ dở một trang bất kỳ xong rồi ngắm tranh. Tranh này là anh bút chì mẹ minh họa nó dễ thương lắm. Thì đấy, mình có thể ngắm tranh này, hay mình đọc mấy cái câu thoại ngu của nó. Trời ơi, nhìn dễ thương không này. Cuốn này là kể về câu chuyện một con mèo đen sống ở cảng biển, và vì là ở cảng biển cho nên mình mới thấy là cuốn này rất hợp để đọc vào mùa hè mọi người ạ. Thì cái con mèo đen này nó phải đi làm mẹ bất đắc dĩ, nó phải nuôi một con chim hải âu non, và cái lý do là bởi vì nó đã từng giữ lời hứa với hải âu mẹ. Hải âu mẹ trước khi qua đời thì đã gửi gắm quả trứng của mình cho con mèo để con mèo nó nuôi dưỡng và chăm sóc. Cái câu chuyện này nó là cái hành trình mà con mèo này nuôi nấng con chim hải âu từ khi còn là một quả trứng đến khi nó thành một chú chim ra đời, rồi là lớn dần rồi đến một cái bài học khó nhất là làm thế nào để dạy con chim hải âu này bay được. Trời ơi, một con mèo lại đi dạy con chim hải âu bay mọi người ạ. Nó cũng là một cái cuốn sách như cuốn Tôi Là Bê Tô, là một cuốn mà trẻ con và người lớn đều đọc được và sẽ thấy một cái hay riêng dựa trên cái độ tuổi và cái trải nghiệm của bạn ấy. Trời ơi, một cái cuốn truyện nó siêu cảm động, siêu sâu sắc, rất là nhiều những cái suy ngẫm, mà trong khi nó mỏng như thế này thì các bạn tưởng tượng so much wisdom in a small book. Rất là recommend mọi người đọc nhé. Đem đi biển, đem đi núi, nói chung là mùa hè lôi ra đọc đi, dễ thương lắm. Đến với cả một cuốn sách cuối cùng thì là một cuốn sách mình mới đọc năm ngoái và hình như cũng xuất hiện ở trên kênh của mình 1-2 lần rồi. Đấy chính là Người Bà Tài Giỏi Vùng Saga của tác giả Yoshichi Shimada. Thì cái cuốn này là hồi ký của tác giả về những ngày thơ ấu sống cùng với bà ngoại của mình. Cậu bé đấy thì ngày ngày phải cùng với bà đi nhặt ve chai. Đây mọi người nhìn trên bìa sách này, hai bà cháu đi trong đằng sau kiểu lủng sủng lẻng xẻng, inox rồi lon kiểu ve chai sắt vụn ấy. Thì ban đầu mình nhìn cái bìa ấy là mình tưởng sẽ là một cuốn sách buồn khổ lắm, bởi vì đã nghèo khó mà lại còn ở cái giai đoạn kiểu sau chiến tranh ấy. Đấy, nhưng mà lúc mà mình đọc xong thì mình như kiểu mình có một cái suy nghĩ là không biết đứa nào nghèo hơn đứa nào ấy. Bà ngoại của tác giả và tác giả đều là những người họ nghèo về vật chất nhưng mà họ lại rất là giàu có về tinh thần, giàu có về tình cảm, mà đến mình đọc mình còn thấy ganh tị. Cảm giác như là nếu mà mình ở trong cái hoàn cảnh của họ, mình sẽ không thể nào mà mình kiên cường, bản lĩnh và lạc quan được như họ ấy. Cái nhân vật bà ngoại của tác giả thực sự là một người mà rất là truyền cảm hứng. Cuốn này thì nó cũng nhỏ nhỏ, mỏng mỏng thôi, để đọc liền tù tì trong một tối là xong. Và một cái điểm mà mình thích hơn nữa ở cái cuốn này, đấy là đây không phải là một câu chuyện hư cấu. Tác giả người thật việc thực, những cái câu chuyện hồi xưa xảy đến với tác giả thì mình luôn có một cảm giác là ừ, trên thực tế ngoài kia có những người họ khó khăn như thế mà họ vẫn vượt qua được những cái nghịch cảnh, thì nó cũng rất là truyền cảm hứng để mình có động lực sống tốt hơn và bớt than thân trách phận hơn ấy. Đấy thì rất là recommend. Ok, thì video của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hình như vừa rồi có tổng cộng
8 cuốn sách. Ừ, có 8 cuốn sách mà mình nghĩ là mọi người có thể tham khảo thử. Cảm ơn mọi người đã xem video đến tận lúc này. Và nếu như mọi người thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình ha. Nếu mà bạn thích bất kỳ một cái video nào của mình thì cũng đừng ngần ngại chia sẻ nó với bạn bè để lan tỏa toàn là sách đến với mọi nhà. Ok, thế ha. Bye, take care.